Một trong hai vụ chuyển nhượng lớn nhất rút Bellingham tới Real Madrid gần như đã được xác nhận trước khi mùa giải trước kết thúc, trong khi vụ chuyển nhượng còn lại, Declan Rice tới Arsenal, có cảm giác như nó đã được hoàn thành từ một tháng trước. Ngoài hai thỏa thuận đó, vẫn chưa có gì đột phá xảy ra. 21 cầu thủ đã sang tay với mức phí chuyển nhượng ít nhất là 30 triệu euro. Đây là dấu hiệu của lạm phát giá. 10 năm trước, trong một thời điểm khá sống động với các thương vụ lớn, kiểu như Gareth Bale gia nhập Real Madrid, Neymar đến Barcelona, Cavani sang Paris Saint-Germain, Mesut Ozil đến Arsenal, thì cũng chỉ có 16 cầu thủ đạt đến con số hơn 30 triệu đô la Mỹ thương vụ trong suốt mùa hè đó mà thôi. Vậy nên, chỉ với 450 người và 2 tuần lễ mà đạt đến 2 tỷ euro quả là con số khủng khiếp. Vì sao lại như vậy? Rất nhiều đội bóng mạnh châu Âu đều ký hợp đồng với những tiền vệ có năng lực chuyển đổi trạng thái những ông chủ ở khu giữa sân. Có thể vì các xu hướng chiến thuật đang ngày phức tạp, nên người ta phải chọn ngay cho mình hạt nhân của lối chơi trước khi nghĩ đến các vị trí khác. Tại Arsenal, Mikel Arteta nhìn khắp London, thấy một tiền đạo của Chelsea và một tiền vệ của West Ham đều có thể làm mọi thứ từ giữa sân. Tại Liverpool, sau một mùa giải tệ hại, họ đã bổ sung Alexis McAllister và Szoboszlai từ RB Leipzig với tổng giá trị hơn 100 triệu euro, dù trước đó đã có một cầu thủ triển vọng cùng khuôn mẫu, Curtis Jones, 22 tuổi. Manchester United trong các giới hạn về tài chính vẫn ưu tiên trả 6. Mùa hè năm ngoái, Erling Haaland, Darwin Nunez và Robert Lewandowski đều chuyển đến câu lạc bộ mới với mức phí hoặc lương cao. Điều này cho thấy nhu cầu tiền đạo giỏi vẫn còn dù trong giai đoạn năm 2021-22. Thành công của Man City và Liverpool có vẻ khiến cho các tiền đạo truyền thống không còn đất sống. Mùa trước là sự trỗi dậy của những số 9 đích thực với Haaland, Victor Osimhen, Benzema, Harry Kane. Vậy mà thật đáng ngạc nhiên, cho đến lúc này, chẳng có một thương vụ số 9 nào được xúc tiến mạnh. Tiền đạo đắt giá nhất là bản hợp đồng 37 triệu euro của Chelsea cho Nicolas Jackson từ Villarreal. Thậm chí sau sự ra đi của Benzema, Real Madrid, một trong những câu lạc bộ giàu nhất thế giới, vẫn còn đang bỏ trống vị trí bên trên. Có vẻ như xuất hiện sự tắc nghẽn trên thị trường. Real Madrid muốn có Kylian Mbappé, nhưng không rõ liệu Kylian Mbappé có muốn rời PSG trước khi hết hợp đồng hay không. Rồi như Kane, anh được cho là sẽ đến Bayern Munich, nhưng đội bóng Đức khó trả số tiền cho một cầu thủ mà Tottenham Hotspur muốn giữ. Còn Osimhen thì theo chủ tịch Napoli sẽ tiếp tục gắn bó ở mùa giải tới. Manchester United, đội đang rất cần một tiền đạo, chuyển sự tập trung sang Rasmus Højlund của Atalanta, một kiểu cầu thủ không tác động gì đến thị trường cả. Ngay chính PSG, đội bóng có thể để Mbappé ra đi cũng chẳng quan tâm đến chuyện tìm ai thay thế tiềm năng. Họ đã mua một loạt cầu thủ, tốn gần 130 triệu euro, nhưng chủ yếu là các cầu thủ ở hàng phòng ngự.